Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì dự án sân bay quốc tế Long Thành đã chính thức có chủ đầu tư, đó chính là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV. So với đề án của Bộ Giao thông Vận tải cho phép ACV làm chủ đầu tư giai đoạn khởi động dự án sân bay Long Thành, thì với quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổng công ty này được làm chủ đầu tư toàn bộ dự án sân bay Long Thành. ACV được giao trách nhiệm sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp để lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Hội đồng thẩm định nhà nước. Dự án sân bay Long Thành được Quốc hội thông qua vào hồi tháng 6 năm nay, tổng mức đầu tư khai toán cho toàn bộ dự án hơn 16 tỷ đô la Mỹ.